xịt mũi, bà con ta biết bình xịt mũi hết bà con ha. Nhà người nào ở đâu cũng có bình xịt mũi, bởi vì bình xịt mũi là xịt để ngăn ngừa những côn trùng như là mũi gián kiến vân vân. Còn nhiều cái chuối nguy hiểm đến sức khỏe và tử vong vì nó bị ức chế hệ thần kinh. Vậy ta xịt trong phòng hay xịt nơi nào đó phải đóng cửa lại, ngăn lại, không cho tiếp xúc, không có ai ở đó sau 2 giờ mới được đến nơi đã xịt mũi. Nếu gặp ngộ độc vì thuốc xịt mũi thì nó co thắt dữ dội, thì chúng ta biết ngay nó giảm tri giác, hôn mê, đó là bị ngộ độc về bình xịt mũi, tuột huyết áp, ngứa da, đỏ da, ngất xỉu, tím tái, mờ mắt, nhức đầu, ù tai, hôn mê, là đưa ngay bệnh nhân ra khỏi vùng đang xịt thuốc và đi gấp đến bệnh viện để nhờ cứu chữa, chứ còn không thì không kịp, là kẹt lắm đó bà con, tự vong nha. Bình xịt mũi gần như nhà nào cũng có để ta xịt côn trùng như mũi, gián, kiến vân vân. Cần chú ý những cái nguy hiểm sức khỏe và tử vong của bình xịt mũi khi bị ức chế hệ thần kinh. Ta xịt nơi nào đó, trong phòng hay là ở đâu, thì chúng ta đóng cửa lại, ngăn lại, không cho người tiếp xúc, không có ai ở đó, sau 2 giờ mới được đến nơi đã xịt. Nếu gặp tình trạng ngộ độc thì chúng ta biết ngay nó co thắt dữ dội, nó làm giảm tri giác, hôn mê, tuột huyết áp, ngứa da, đỏ da, ngất xỉu, tím tái, mờ mắt, nhức đầu, ù tai, hôn mê. Ta biết ngay là chúng ta đã bị rồi, nguy hiểm rồi, cho nên là đưa ngay bệnh nhân ra khỏi cái vùng xịt thuốc đó và đưa gấp đến bệnh viện để nhờ bệnh viện bác sĩ can thiệp giúp đỡ bà con nha. Chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.